Cô Tina Phạm chữa bài Writing Test 1 cho bạn Hồng Hạnh nhé. Với cái đề là You recently spent a weekend with your friend in hers or his new house. Gần đây là bạn dành cái ngày cuối tuần ở nhà của bạn đúng không? Ở nhà bạn của bạn. Đấy. Nhà là nhà mới, a new house. Và bây giờ thì write a letter to your friend. Đề bài này yêu cầu mình viết một cái lá thư tới người bạn đó, bạn của bạn. Và in your letter you should bạn trong cái lá thư của bạn thì bạn nên đưa những cái ý sau. Nhất là explain what you like about his new house. Giải thích và nói rõ ra xem là bạn thích cái điều gì ở ngôi nhà mới của bạn ấy, anh ấy hoặc cô ấy, bạn ấy. Thứ hai là tell what you enjoyed most during your stay. Nói xem là bạn thích nhất là điều gì trong cái quá trình mà bạn ở lại đó, trong thời gian mà bạn ở lại đó. Và cuối cùng là suggest when and where you could meet the next time with her or him. Bạn đề xuất, suggest là đề xuất, thời gian when là khi nào và where là ở đâu bạn có thể gặp anh ấy vào lần tới, nếu cô ấy vào lần tới. Ok, thì nhìn qua ở đây thì bài của Hồng Hạnh cũng đang chia thành các phần greeting, opening và body và closing tương đối là rõ ràng. Thế thì mình sẽ đi từ đầu, cô sẽ đi từ đầu bài để xem là cái phần ngữ pháp và cách dùng từ của mình đã ổn chưa nhá. Dear David. Ok, cái này không quan trọng bởi vì người bạn này không có tên trong đề bài, thì mình nghĩ ra một cái tên nào đấy cũng được. I'm happy, I'm very happy, very này, cái này sai này, lưu ý chính tả nhé. I'm very happy to give some photos, một vài những cái bức ảnh, thì mình phải có s là số nhiều bởi vì đây là từ đếm được, danh từ đếm được đúng không? Which were taken in your new house. Rồi, how have you been? Đấy, bạn như thế nào? Bạn có khỏe không? Rồi, I hope everything is going well with you. Very good. Rồi, I'm sorry for not for you. No, I'm sorry for not writing. Đấy, không phải you not nhé. Writing when I went home, tức là xin lỗi vì không viết thư lại cho bạn ngay khi tôi trở về đúng không? Thì mình cũng là went, hoặc là mình có thể dùng là came back khi mà tôi quay trở lại nhà của tôi đúng không? I have been busy this day. Cái này là máy nó cũng để hiện lỗi cho mình này. This là dạng số nhiều đúng không? This day phải có s này. I have been working hard for the coming event. Rồi, rất tốt. Thank you so much. Đã có you rồi thì không có s nha. Hoặc là có thể thanks so much, nhưng mà nếu đã có you rồi thì mình không có s này. I had a nice weekend. Chỗ này lưu ý chính tả nhé, Hạnh nhé. Weekend mình cách một thôi, một khoảng cách thôi. Weekend with you in your, chỗ này đề bài nó là new house thì mình cho new house vào. It's not big but it's beautiful and modern. Rồi, very good. It has cái này là danh từ ngôi thứ ba số ít đúng không, nó đúng không, thì mình phải dùng chia số ít. Has a living room with, cái này là cụm danh từ này, a big window which I can see the big flower garden. Rồi, một cái cửa sổ lớn nó có thể nhìn ra cái vườn hoa rất là rộng đúng không? I like drink coffee, không phải coffee nhé. Lưu ý cái này để chỉ riêng về đi thi B1 là mình đã tuyệt đối không được sai chính tả rồi, chứ nếu mà còn B2 nữa mà mình sai là rất là khó để đạt được.
I like drinking coffee in the morning and see the sunrise. Rồi. Rất hay. Your family is friendly. Ok. Và gia đình bạn thì rất là thân thiện đúng không? Thì để mà nối câu này dài hơn thì mình cái đoạn thì mình nó đỡ ngắn quá thì mình có thể dùng là thay family bằng parent đi. Bố mẹ của bạn và các chị em gái ancestors. Ở đây thì mình sẽ dùng là are friendly đúng không? Hoặc là mình are kind and friendly. Cho câu nó dài hơn, mình mở rộng hơn. Rồi the food which was cooked for her. Cái câu này nghĩa là sao? Câu này đang bị hơi lạc này. Cái món ăn mà được nấu cho cô ấy là ai đây? Was delicious. Ý tưởng là món ăn ngon thì được rồi, nhưng mà cách diễn đạt này là chưa được, bị lệch đi. Thì mình có thể dùng là ví dụ như là các món ăn mà mẹ bạn nấu rất là ngon, hoặc là tôi nhớ những cái món ăn ngon mà mẹ bạn nấu đúng không? Thì mình có thể dùng cái cụm này, ví dụ I miss món ăn ngon là gì? The tasty food which was cooked hoặc là made by your mother. Chưa? Đây là một cách nói thay, thể hiện thay cho cái việc là mình rất thích những món ăn ở đấy. Tôi nhớ những cái món ăn ngon được nấu bởi mà mẹ bạn nấu. Đấy. Và mình sẽ dùng cái đoạn này là đổi đi sang dạng câu bị động. Đấy. Đa dạng câu hơn đúng không? I believe that I... Được rồi, câu này rất là tốt, câu giả định. I believe that I won't be able to forget my time. Đã có here thì không in nhé. Mọi người từ đi here. Could you visit to my house in next weekend? Thiếu này. Trước next thì không có in này. Ok. Bạn có thể đến thăm nhà tôi, mình xuống dòng đi, cách đoạn ra. Could you visit to my house? Visit thì không có to. Next weekend. Để đến thăm nhà tôi không? Mình có thể thêm một câu là tôi rất là mong là được đón tiếp bạn đúng không? Và được ví dụ như là mình nhà mình có một cái đặc điểm gì mà ví dụ nhà bạn có cái cánh đồng hoa chẳng hạn, vườn hoa thì mình có cánh đồng hoa ví dụ thế. Thì mình có thể dùng là ví dụ tôi rất là muốn đón bạn và mời bạn đưa bạn đi dạo quanh cái cánh đồng hoa gần nhà tôi chẳng hạn. Thì mình có thể nói là gì nhỉ? I really want to welcome. To welcome này nó nghĩa là đón bạn này, đón tiếp bạn. You and invite you to go to, đưa bạn đến này, the flower field. Và ruộng lúa hoặc là ruộng hoa hoặc ruộng lúa tùy em nhé. Near my house. Đó. Thì cũng là một cái ý mà rộng thêm mà nó cũng tương đối là đơn giản. I'm looking forward to hearing from you. Write to me soon, love. Okay. Mình có thể điền tên mình ở đây. Rồi.